Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tin tức Dân trí. Nhớ like và subscribe kênh YouTube Tin tức Dân trí để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày các bạn nhé. Điểm chuẩn vào 10 chuyên ở thành phố Hồ Chí Minh cao nhất là 41,75 điểm. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố điểm chuẩn vào lớp 10 của trường chuyên, lớp chuyên trên địa bàn thành phố. Theo công bố của Sở, điểm chuẩn vào chuyên hóa của trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong với mức điểm cao nhất theo nguyện vọng 1 là 41,75 điểm và chuyên hóa của trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa là 40 điểm. Điểm xét tuyển vào lớp chuyên là tổng điểm môn ngữ văn cộng điểm môn ngoại ngữ cộng điểm môn toán cộng điểm hai môn chuyên ngành nhân 2. Căn cứ quy định điểm xét tuyển vào lớp chuyên xét từ cao đến thấp để tuyển đủ chỉ tiêu theo giao cho từng môn chuyên môn. Cụ thể, điểm chuẩn vào lớp chuyên và trường chuyên tích hợp: trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, lớp chuyên tiếng Anh, nguyện vọng 1 35 điểm, nguyện vọng 2 35,25 điểm; lớp chuyên hóa học 41,75 điểm, nguyện vọng 2 42 điểm; lớp chuyên vật lý, nguyện vọng 1 34,25 điểm, nguyện vọng 2 34,75 điểm; lớp chuyên tiếng Nhật, nguyện vọng 1 32,5 điểm, nguyện vọng 2 33 điểm; lớp chuyên sinh học, nguyện vọng 1 35,25 điểm, nguyện vọng 2 35,5 điểm; lớp chuyên tin học, nguyện vọng 1 34,75 điểm, nguyện vọng 2 35,25 điểm; lớp chuyên toán, nguyện vọng 1 33,5 điểm, nguyện vọng 2 34,25 điểm; lớp chuyên tiếng Trung, nguyện vọng 1 35 điểm, nguyện vọng 2 35,5 điểm; lớp chuyên ngữ văn, nguyện vọng 1 35 điểm, nguyện vọng 2 35,75 điểm; lớp chuyên tích hợp, nguyện vọng 1 42,75 điểm, nguyện vọng 2 43,25 điểm; trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa, lớp chuyên tiếng Anh, nguyện vọng 1 33,75 điểm, nguyện vọng 2 34,25 điểm; lớp chuyên hóa học, nguyện vọng 1 40 điểm, nguyện vọng 2 41 điểm; lớp chuyên vật lý, nguyện vọng 1 33,25 điểm, nguyện vọng 2 33,5 điểm; lớp chuyên sinh học, nguyện vọng 1 33,5 điểm, nguyện vọng 2 34,25 điểm; lớp chuyên toán, nguyện vọng 1 31,75 điểm, nguyện vọng 2 32,5 điểm; lớp chuyên ngữ văn, nguyện vọng 1 34,25 điểm, nguyện vọng 2 34,75 điểm; lớp chuyên tích hợp, nguyện vọng 1 41,25 điểm, nguyện vọng 2 42 điểm. Các bạn nhớ like và subscribe kênh YouTube Tin tức Xuân Trí để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày các bạn nhé. Xuân La nâng điểm thi giá 1 tỷ đồng bằng lương 30 năm làm nghề giáo. Một giáo viên đi dạy bằng sức lao động chính đáng, tính cả tiền dạy thêm, gia sư, tích góp cả đời cũng khó lòng chạm đến con số tiền 1 tỷ đồng. Đó là chia sẻ của giáo viên trước thông tin về gian lận điểm thi ở Sơn La. Có bị can khai với công an để rút bài thi sửa điểm 3 môn đạt mức điểm theo yêu cầu trong tổ hợp xét tuyển đại học, trung bình mỗi trường hợp giá là 1 tỷ đồng.